Các bãi trên địa bàn phường Máy Chai bố trí tại trường tiểu học Nguyễn Du, địa chỉ số 83 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trường hợp phát hiện lái xe về khu dân cư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định về phòng chống dịch và vi phạm.